Anh ấy không liên lạc với con 3 ngày rồi ạ. Ôi gì đấy? Hay nhỡ anh ấy lại nghĩ quẩn thì sao ạ? Nó không đủ can đảm để tự tử mấy lần đâu. Chẳng qua nó không có mặt mũi nào để mà nhìn mặt con thôi. Dù có thế nào đi chăng nữa, xấu đẹp gì con cũng biết hết cả mà. Có gì đâu mà phải né tránh ạ? Xong lại còn đòi ly hôn vào cái lúc khó khăn nhất, để cho con cảm thấy có lỗi, trong khi tất cả mọi chuyện đều là anh ấy gây nên. Con đã không nói gì thì thôi, tại sao anh ấy lại đối xử như thế với con chứ? Vậy thì cũng tốt chứ sao. Nếu nó đã chủ động ly hôn thì con nhanh chóng mà làm thủ tục đi, đỡ phải mang tiếng với thiên hạ là bạc bẽo. Dù sao con cũng đã vì nó mà chịu khổ bao nhiêu phen rồi, coi như cũng chịu đủ lắm rồi. Con nhìn con kìa, thần tàn ma dại, chả có ra hồn người nữa, cứ rú rú mãi trong cái phòng này, không biết là sẽ như thế nào nữa. Đi ra khỏi đây đi, đi nhanh lên, không ở đây lại suy nghĩ vẩn vơ ra. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi, có ly hôn sớm hay muộn cũng là lẽ thường tình thôi. Con sẽ cho anh ấy thêm đúng 1 ngày nữa. Nếu như mà anh Danh vẫn không liên lạc với con thì con sẽ không đợi nữa. Con sẽ làm đơn rồi mang ra tòa. Ly hôn thì ly hôn, để rồi xem không có con thì anh ấy sống như thế nào. Con gái này. Dạ. Mấy hôm trước bố định nói chuyện với con, nhưng bố nghĩ là con chưa đủ bình tĩnh, cho nên ngày hôm nay bố nói ngắn gọn như thế này. Bố mẹ không ép con phải ly hôn với thằng Danh, thế nhưng con thử nghĩ mà xem, nó bây giờ trên răng dưới dép, vay nợ đầm đìa. Bố nghĩ cả cuộc đời này chưa chắc nó đã ngóc đầu lên được đâu. Này con. Còn nếu như con chịu khổ được, con đi theo nó. Và con nên nhớ rằng như vậy là con sẽ không còn là thành viên trong gia đình này nữa, và bố mẹ sẽ không cho con một xu một cắc nào hết. Kìa anh. Cả em nữa. Em lén lút đưa tiền cho chúng nó, anh biết đấy, nhưng anh cho qua. Nhưng từ giờ trở đi em còn làm như thế á, em đi theo chúng nó luôn nhá. Ừ. Con ở nhà với bố mẹ thì con sung sướng. Nếu như con đi theo thằng Danh thì con sẽ phải chịu khổ chịu nhục suốt đời. Con quyết định đi. Con sẽ ở lại với bố mẹ ạ. Mẹ nói đúng, con vì anh Danh mà đã chịu khổ nhiều rồi. Con cũng đã cho chồng con rất nhiều cơ hội, nhưng mà anh ấy không hề biết nắm bắt. Nên là bây giờ con muốn dành cơ hội để cho chính bản thân mình. Mà cũng đúng thôi, nếu mà con không ly dị anh ấy thì con sẽ là gánh nặng cho anh ấy mà, đúng không ạ? Con không muốn như thế. À mẹ ơi. Ôi. Tí nữa ăn xong hai mẹ con mình đi shopping nhá. Xong rồi trưa nay con muốn ăn hải sản ạ. Con muốn ăn gì mẹ cũng sẽ đưa con đi, chỉ cần con hạnh phúc, làm gì mẹ cũng làm.